Nhìn thấy chị MC cũng dễ thương nên mình đỡ lo lắng. Hát ở ngoài, trời hay mưa, bể xô, lỗ vốn. Vừa diễn kịch và vừa hát, hát live hết. Đi hát và kiếm sống bằng việc ca hát. Mấy anh biết không, là trái tim của em nó giống như là một cái két sắt mà rỗng, không có tiền vậy chồng. Mỗi người có một cái sự cảm nhận về tình yêu khác nhau. May mắn đem đến cho mình cơ hội. Chúc quý vị khán giả có một ngày làm việc rất là vui và hạnh phúc bên người thân của mình. Con xa hơn cô đơn bên ta, chờ mong một ngày kia em đến khắp nhân gian tiếng ca chan hòa. Dù nghe chuyện tôi rất buồn, hứa đi em sẽ không hững hờ chuyện tình tôi. Có một ca khúc mà hầu hết những người yêu nhạc trẻ Việt Nam đều biết hoặc ít nhất đã từng nghe một đôi lần, đó là Chuyện chàng cô đơn. Tác giả cũng chính là ca sĩ hát thành công nhất bài hát này là Hoàng Bách, cựu thành viên của nhóm nhạc ACNM. Hoàng Bách là một người nổi tiếng, không chỉ hát hay mà còn có thêm tài sáng tác ca khúc, chơi nhạc cụ giỏi. Hoàng Bách giờ đã là một ca sĩ solo, một giảng viên thanh nhạc và có một gia đình yên ấm ở mảnh đất phương Nam nhiều mưa nắng. Ngoài giọng hát, ngoại hình, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp và khả năng ứng biến trên sân khấu tốt, thì hình ảnh chàng ca sĩ vừa hát vừa tự đệm đàn guitar đã chinh phục cả những khán giả khó tính nhất. Nhật Hà rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Sao Muôn Màu. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Nhật Hà xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với một ca sĩ có bề dày kinh nghiệm rất là nhiều và anh đã có được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Hoàng Bách quý vị nhé. Nhật Hà xin chào anh. Xin chào Nhật Hà. Hoàng Bách xin kính chào và chúc quý vị những giây phút thật là vui vẻ với chương trình Sao Muôn Màu ngày hôm nay. Anh Bách thân mến, hầu hết khán giả đều biết rằng anh xuất thân từ nhóm ACNM đúng không nào? Vậy thì không biết rằng đó có phải là một bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của anh hay không? Vâng, rõ ràng là vậy. Khi mà bạn đã làm một công việc rất là lâu và tạo được nhiều dấu ấn với nó, đi một cái quãng đường khá là dài nếu mà so với một cuộc đời hoạt động nghệ thuật của một con người là gần 10 năm, thì rõ ràng với ACNM, Hoàng Bách đang có được một cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình. ACNM thì đã tan rã rồi, vâng. Nhưng mà không biết là tình bạn giữa anh cũng như là những thành viên còn lại thì bây giờ như thế nào rồi anh hả? Thực ra thì từ trước đến giờ 4 thành viên trong ACNM làm việc với nhau thì nhiều, nhưng về mối quan hệ cá nhân thì không có nhiều sở thích chung, cho nên là cũng không thường xuyên gặp nhau ở ngoài lắm như khán giả thường hay biết. Nhưng nói chung là anh em thì vẫn thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Ví dụ như gần đây thì Hoàng Bách và Nam Khánh có hát chung một bài trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Đà Nẵng. Bởi vì thực tế là ACNM vẫn còn đang nợ khán giả của mình một album hát chung, cũng như một tour lưu diễn xuyên Việt mà nhóm đã bổ từ trước khi tan rã, nhưng vì nhiều lý do chưa thực hiện được. Bây giờ thì Nhật Hà muốn quay ngược thời gian một chút xíu trước cả khi anh tham gia vào ACNM nữa. Thì Nhật Hà được biết là anh ban đầu không phải là học thanh nhạc mà học kèn đúng không anh? Đúng rồi, chuẩn. Cái này là chính xác. Vậy thì tại sao anh lại không quyết định là sẽ theo kèn luôn mà lại quyết định đi hát anh? Nếu mà nói về câu chuyện về nhạc cụ thì nó lại là một cái câu chuyện khác hẳn nữa. Thực ra kèn không phải là cái môn đầu tiên mà Bách đã học đâu. Bách học đầu tiên là guitar cổ điển từ năm 6 tuổi. Năm 9, 10 tuổi thì đó Bách bắt đầu chuyển qua học keyboard, rồi học trống. Nhưng mà trước hết đầu tiên thì lại là học hát với mẹ. Mẹ cho học hát từ lúc 4 tuổi cơ. Rồi đã bắt đầu đi biểu diễn khắp nơi. Hồi đó Bách sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định và là một cái nhân tố rất là tích cực hoạt động trong phong trào thiếu nhi của văn nghệ thành phố. Rồi sau đó thì khi Bách lớn lên thì Bách bắt đầu có những cái thay đổi về mặt sinh lý. Bách cũng không hát được nữa. Trong thời khoảng 4 năm, 3 đến 4 năm, từ năm 13, 14 tuổi thì Bách hát không được. Thì vẫn tiếp tục học nhạc, bởi vì gia đình Hoàng Bách thì có truyền thống về âm nhạc. Và năm 15 tuổi thì Bách bắt đầu chuyển qua học học trống trên Nhạc viện Hà Nội. Rồi năm 16 tuổi thì gia đình Hoàng Bách chuyển vô thành phố Hồ Chí Minh. Thì Bách lại
chuyển vào nhạc viện trong này. Thì lúc đấy cái khoa trống nó chưa thành hình lắm, và Bách chuyển khoa học kèn. Rồi đến khi bắt đầu giọng mình ổn lại theo thời gian, đến năm 17-18 tuổi thì bắt đầu hát lại. Sở dĩ Nhật Hà biết được thông tin là anh Bách học kèn á là bởi vì thông qua một bộ phim mà anh đã đóng nói về câu chuyện thành lập nhóm ACNM. Cái câu chuyện đó là chính xác tới khoảng 70% đó, 70-80% là lấy cái một cái tác giả ngoài Hà Nội rất là hâm mộ ACNM, cho nên là lấy cái đời thực của ACNM để đưa vào làm một cái kịch bản phim, và sau đó cùng với đạo diễn Mỹ Khanh, ACNM đã chế tác lại cái kịch bản đó để mà nó hợp lý hơn, nó đúng hơn để đưa thành bộ phim a cappella mà Hà đã coi đó. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ về một khoảng thời gian ngắn làm diễn viên được không anh? Wow. Đó là hơn 5 năm về trước. Khi đó Bách và ACNM có thể nói là đang ở cái đỉnh cao nhất của sự nghiệp nhóm. Thì bắt tay vào hợp tác với công ty Katinsa và nhận đạo diễn Mỹ Khanh để thực hiện bộ phim a cappella 25 tập, gần 6 tháng đóng phim, và cũng là thời gian mà Bách có em bé đầu tiên. Thì bạn cũng biết rồi, công việc ca hát đã bận rộn, sau đó đóng phim rồi còn có em bé, sáng nào cũng phải 5 giờ dậy, và hệ quả là sụt mất 6 ký. 6 ký luôn. 6 ký trong khoảng thời gian đó. Và buổi tối khi mà có thời gian thì vẫn chạy show như bình thường. Đấy thực sự là một quãng thời gian có thể nói là không có đủ thời gian để ngủ. Nhưng lại nghĩ lại thì đấy là lại là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất, khi sự nghiệp đang có những cái thành quả rất là lớn. Gia đình thì bắt đầu có em bé đầu tiên. Bạn nào mà đã có em bé lần đầu tiên thì thấy là thời gian thật là tuyệt vời. Khó khăn, vất vả nhưng mà rất là tuyệt vời. Nghe anh Bách chia sẻ thì có vẻ như ở ngoài đời anh Bách là một người đàn ông của gia đình đúng không? Bách cố gắng để mà cân bằng mọi việc. Dù là người đàn ông của gia đình thì mình cũng phải có sự nghiệp. Nhưng cái sự nghiệp đó đối với Hoàng Bách, đối với riêng Hoàng Bách đấy ha, sẽ là vô nghĩa nếu mình không có một gia đình ở bên cạnh. Cho nên là Hoàng Bách cố gắng cân đối mọi chuyện. Bây giờ thì mình trở lại với câu chuyện về sự nghiệp của anh Bách. Gần đây thì sau khi bắt đầu sự nghiệp solo, anh đã cho ra mắt rất là nhiều ca khúc và giành được rất là nhiều tình cảm của khán giả. Video clip mà Nhật Hà rất là ấn tượng đó là video clip Vệt Nắng Quý Trời. Những hình ảnh quay rất là đẹp, rất là lãng mạn. Anh có thể chia sẻ thêm về quá trình thực hiện video clip này được không anh? Cái quá trình thực hiện thì nó rất là vất vả. Đi từ đây đến Sài Gòn, đến Bà Rịa, đến Vũng Tàu để quay thì rất là vất vả, bởi vì quay ví dụ như cái Tàn Phai Giấc Mơ thì quay trên một cái xe tải, và các bạn cũng biết là xe tải thì không thể nào được chở người trên cái khoang đằng sau rồi, nhưng mà cái thiết kế bối cảnh thì lại là phải quay như thế, phải hai diễn viên chính phải ngồi trên đó và quay dọc đường từ đây, bắt đầu 3 giờ sáng từ ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đại lộ Đông Tây, lúc đó mới còn vắng hoe người và đi cho đến Long Thành dừng lại quay, và đến Bà Rịa dừng lại quay, đến Vũng Tàu quay cảnh chính. Nghe anh Bách kể thì rất là thú vị rồi. Chính vì vậy mà Nhật Hà đang rất là muốn mời khán giả nghe lại ca khúc Tàn Phai Giấc Mơ đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Hoàng Bách qua video clip Tàn Phai Giấc Mơ.
vừa rồi là video clip Tàn Phai Giấc Mơ. Và gần đây nhất thì anh cũng đã cho ra mắt video clip Tạm Biệt Em, cũng được rất là nhiều khán giả yêu mến. Không biết là anh có thể chia sẻ thêm về video clip này được không anh? Ở Tạm Biệt Em là một sáng tác mà Bách viết trong năm 2012 này thôi. Và khi mà Bách để ý đến những cái cuộc chia tay, đến những cái bạn trẻ phải chia tay xa người yêu, xa gia đình, đi học, đi lập nghiệp, và đặc biệt là trong tình hình biển đảo, tổ quốc đang có nhiều biến động như thế này, Bách nghĩ là mình cũng cần phải góp một tiếng nói. Cho nên là Bách mượn cái hình tượng người lính biển, nhưng mà lại rất rất là trẻ trung, rất là nghịch ngợm, khi mà cưa cẩm một cái cô hàng xóm xinh đẹp. Thì đấy là cái ý tưởng chính Bách đưa vào trong video clip Tạm Biệt Em. Khán giả thì biết đến anh Hoàng Bách là một ca sĩ, nhưng ngoài ra còn được biết đến anh với vai trò là nhạc sĩ nữa. Bởi vì hầu hết những sáng tác của anh đều do anh thể hiện đúng không nào? Vậy thì là một người ca sĩ thể hiện chính những sáng tác của mình thì có thuận lợi không anh? Bách nghĩ là nó thuận lợi nhiều chứ. Thứ nhất là bài hát của mình thì không ai hiểu nó bằng mình được cả. Cho nên mình sẽ thể hiện nó cái sự thấu hiểu lớn nhất. Cái thứ hai là mình được hát những cái gì mình trăn trở, những cái điều mình suy nghĩ. Và thứ ba là mình chủ động được trong cái việc là mình cần một bài hát như thế nào trong cái giai đoạn này. Nó là như là một cái cách giải tỏa của mình đối với cuộc sống, đối với âm nhạc. Thì Bách nghĩ nó là một cái điều rất là hay. Và Bách cũng rất là khuyến khích các bạn ca sĩ trẻ có khả năng sáng tác. Bách nghĩ là điều đấy là một cái điều mà thế giới người ta đã làm từ lâu rồi. Và Việt Nam mình thì gần đây đã có những cái bạn gọi là nhạc sĩ thì hơi lớn, nhưng mà nói là người sáng tác các ca khúc để tự mình trình diễn thì Bách rất là khuyến khích. Bách mong là sẽ có nhiều cái bạn trẻ mà gọi là bạn trẻ ở lứa mới chất lượng như vậy. Như anh chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì anh đã là một người chồng, một người cha rồi đúng không nào? Một người đàn ông đã lập gia đình thì có khó khăn không khi mà tiếp cận với các khán giả trẻ ngày nay? Cũng có những cái khó khăn nhất định, bởi vì các bạn ấy cũng hơi e dè một chút xíu là anh này anh có vợ rồi, không biết vợ anh có ghen không, mình có nên ôm anh một cái hay không. Thì Bách nghĩ là chuyện đó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà những ai đã nghe Bách hát và đặc biệt là đã nói chuyện với Bách thì thấy là cũng vẫn là một cái anh chàng trẻ trung như ngày nào thôi, vẫn tếu táo như thế. Và nếu các bạn nữ nào mà hâm mộ Hoàng Bách muốn lao vào ôm thì Bách cũng sẵn sàng ôm lại ngay. Các bạn ấy ôm Bách một cái là Bách sẽ ôm hai cái ngay, chuyện bình thường. Vậy thì Nhật Hà tin chắc là khán giả nữ sau khi xem xong chương trình ngày hôm nay thì sẽ hâm mộ anh nhiều hơn đấy ạ. Nhưng mà Hà là có tính ôm không thì để anh biết trước, anh chuẩn bị để sau chương trình đi anh ha. Trò chuyện với anh Bách ngày hôm nay thì thấy rất là vui, không khí rất là thoải mái. Một người đàn ông có gia đình rồi nhưng mà vẫn rất là vô tư, rất là hồn nhiên đúng không anh? Rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình Sau Một Ngày ngày hôm nay. Không biết là trước khi kết thúc chương trình anh có những chia sẻ gì đặc biệt đối với khán giả không ạ? Hoàng Bách và khán giả đã biết nhau được hơn 10 năm rồi, và một cái thời gian đủ dài để chúng ta tạo niềm tin ở nhau. Và Hoàng Bách thì luôn luôn mong muốn là mình sẽ không phụ lòng tin ở khán giả bằng những cái sản phẩm mà bắt đầu từ đầu năm nay Bách đã liên tiếp đưa ra và được sự đón nhận của quý vị. Và Bách mong là cái niềm tin đó càng ngày càng được hun đúc nhiều hơn, càng được dày hơn, để những sản phẩm của Hoàng Bách có thể chạm được vào trái tim của những người nghe nhạc. Và Hoàng Bách cũng từ đó có thể làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa. Và Bách mong là những cái chia sẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã đủ để chúng ta hiểu thêm về nhau. Và Hoàng Bách mong là quý vị sẽ có những cái giây phút thật là vui vẻ với chương trình. Xin cảm ơn anh Bách một lần nữa. Bản thân Nhật Hà là một fan hâm mộ của anh thì sẽ tiếp tục hâm mộ anh. Còn khán giả của chương trình thì chắc chắn sẽ luôn ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của anh rồi. Xin chúc cho anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sau Một Màu ngày hôm nay xin được nói lời tạm biệt tại đây. Mọi thứ từ góp ý quý vị hãy gửi về địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 2/5 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, hoặc truy cập vào website www.tuoitreviet.com.vn. Còn bây giờ thì Nhật Hà và ca sĩ Hoàng Bách xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.